Xin chào các bác, anh chị, các bạn và các em nhé. Điện tử anh bên này sẽ hoàn thiện và phòng hát cuối cùng, đó là phòng VIP 3 của chị Hà, thuộc xã Hồng Thái, Đông Triều, Quảng Ninh. Đây là bộ hát hoàn thiện phòng VIP thứ 3 và anh Nguyễn đã làm xong với ca khúc là Phong Cầm, do chính chị Hà trung tâm giải trí karaoke tại xã Hồng Thái, Đông Triều. Đây là phòng hát phòng VIP số 3 và anh Nguyễn đã đặt xong. Rất là đẹp. Và hệ thống máy tính máy hành với lại sát thành công. Có rất nhiều các bác anh chị đến tại phòng VIP 3 để tập âm. Và công đoạn cuối cùng, anh chuyên tiết cho chị Hà và thiện phòng hát VIP số 3, trung tâm giải trí karaoke của chị Hà, thuộc xã Hồng Thái, Đông Triều, Quảng Ninh. Chị Hà năm nay đã 50 tuổi nhưng mà rất yêu ca hát và rất hát rất hay, có chất giọng rất là sáng. Sáng trong và ngọt ngào. Tất cả các bác anh chị đam mê ca hát yêu nhạc hãy đến trung tâm giải trí karaoke của chị Hà, thuộc xã Hồng Thái, thì trấn Đông Triều, Quảng Ninh. Và anh Nguyễn Đàn Thành phòng hát VIP số 3. Quá xuất sắc. Với một giọng hát hết sức ngọt ngào, ấm áp,